Chào mừng các bạn đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn thú vị tiếp theo. Hãy chia sẻ để nhiều người cùng nghe. Bây giờ chúng ta sẽ đồng hành cùng các chiến sĩ nhỏ trong Tuổi Thơ Dữ Dội phần tiếp theo. Trạm quân y mặt trận khu C đóng ở Nam Giao, trong dinh cơ của một chủ hãng buôn dầu có nổi tiếng ở Huế. Chủ nhà và gia đình đã tản cư trước ngày Huế nổ súng. Mặt trận khu đã trưng dụng dinh cơ làm trạm quân y. Cả dinh cơ rộng hơn một mẫu Tây, gồm một tòa nhà, hai tầng, nằm chính giữa và nhiều dãy nhà, một tầng vây xung quanh. Khu vườn trước và sau rợp bóng cây ăn quả như mít, xoài, thanh trà, chôm chôm, vú sữa. Hàng trăm thương binh của mặt trận được đưa về đây điều trị. Quỳnh Sơn Ca được bố trí nằm điều trị trong khu nhà chơi mát góc bên trái vườn, là thương binh bé nhất trạm. Nó được cả trạm, từ bác sĩ đến các chị hộ lý đặc biệt chiều chuộng. Vết thương ở chân Quỳnh bị nhiễm trùng rất nặng. Sáng hôm đó, đến trạm chỉ vài giờ sau là nó lên cơn sốt giật và bắt đầu mê sảng. Nhiệt độ lên đến 40 độ. Bàn chân đau sưng đỏ đến tận đầu gối. Chốc chốc cả người nó lại co rúm, mắt dại hẳn đi, chứng tỏ Quỳnh đang phải chịu đựng những cơn đau nhức khủng khiếp. Lúc mê sảng, tay nó cứ đưa lên của quạng trước mắt như đang gắng xua đuổi một vật gì đó. Và Quỳnh cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu: "Không, không, con không về mô, con đi vệ quốc đoàn cho tới chết." Và gương mặt nó lúc này thật tội nghiệp, thật dễ thương và đẹp lạ lùng. Các chị y tá cứu thương mỗi lần ngang qua đều cúi xuống hôn nó. Vầng trán nó trắng xanh như cẩm thạch, bao quanh vầng tóc tơ rối quăn quăn như mũ miện các hoàng tử trong cổ tích. Đôi mắt nó mở to bừng bừng, ánh lửa sốt che dợp cả hai hàng mi dài cong vút, cái miệng thiên thần. Nhìn một đứa trẻ như Quỳnh lên cơn mê sảng, quả là một cực hình quá mức chịu đựng của người lớn. Bác sĩ, y tá, hộ lý và các anh thương binh nhúc nhác đi lại được, khéo đến đứng ngấp nghé ngoài cửa sổ nhìn Quỳnh đều phải quay mặt đi mà chùi nước mắt. Hai hôm đầu tình trạng của Quỳnh có thể nói vô cùng nguy kịch. Bác sĩ trạm trưởng đã mấy lần định cắt bỏ chân nó quá gối, nhưng rồi ông đã bỏ ý định đó. Ông cứ lắc lắc cái đầu, đội mũ vải trắng ba cạnh, thêu chữ thập đỏ trước trán, chép chép miệng, nói lẩm bẩm một mình: "Tội nghiệp quá đi, tội nghiệp quá đi." Ông quyết đấu tranh với thần chết, giành bằng được người chiến sĩ bé bỏng này ra khỏi tay lão ta. Ông tập trung những thứ thuốc tốt nhất của trạm để cứu chữa cho nó. Kết quả ông đã thắng. Tình trạng Quỳnh đã khá dần. Quỳnh đã thôi mê sảng, cơn sốt đã bị đánh lui. Chân tuy vẫn còn sưng đỏ nhưng đã bớt nhức nhối, ít co giật. Sau một tuần, Quỳnh đã nhúc nhác ngồi dậy được và ngủ được những giấc dài. Bàn chân đau của nó bớt sưng đỏ trông thấy. Và cũng chỉ trong vòng một tuần mà Quỳnh nổi tiếng cả trại về tài chịu đau. Vết thương dưới bàn chân nó phải xẻ rộng, khoét hết những chỗ thịt thối. Mà trạm lúc này không còn lấy một giọt thuốc tê. Lên bàn mổ chân, các chị y tá lấy băng trói chân tay nó lại và đoán chắc nó sẽ khóc thét vùng vẫy ghê gớm lắm. Nhưng nó nói với các chị: "Đừng trói em không vùng mô mà các chị sợ." Không ngờ đến lúc mổ, các chị y tá, bác sĩ và mấy anh thương binh đứng ngoài nhìn vào đều sững sờ kinh ngạc trước sức chịu đựng khó tin của nó. Xẻ rộng vết thương, cắt bỏ thịt thối, làm thuốc, băng bó. Quỳnh nằm như dán chặt vào bàn mổ, da mặt tái nhợt, hai hàm răng nghiến chặt lại, đến nỗi người nhìn cũng phải lo sợ rằng nó có thể bị vỡ vụn. Nhưng Quỳnh không một tiếng kêu khóc, không một chút vùng vẫy, cả người nó chỉ co giật nhẹ nhẹ. Chính những người nhìn nó lại khóc, có chị phải lấy tay che mặt quay đi. Sau khi mổ, các chị y tá đưa nó trở lại giường hỏi: "Lúc đó em đau lắm phải không?" "Em tưởng chết mất, thế làm sao mà em chịu đựng được?" Quỳnh mỉm cười yếu ớt: Em dạo lại trong trí nhớ những bản nhạc mà em yêu thích. Em dạo được 3 bản xôn hát thì bác sĩ mổ xong." Quỳnh chợt im lặng, mắt mở to đăm đăm nhìn lên trần nhà, hàng mi dài cong vút chớp chớp như đang mải lắng nghe một âm điệu gì đó hay lắm từ một nơi rất xa vọng lại. Nó bỗng chép miệng: "Lúc đó mà em được nghe lại bản nhạc Dòng Sông Đau Nếp Xanh, chắc em sẽ đỡ đau hơn nhiều." Mấy chị y tá nghe em nói càng ngơ ngác sững sờ hơn. Gần như ngày nào Mừng và Vệ To Đầu cũng thay nhau chạy đến trạm quân y để thăm Quỳnh. Sau ngày Vịnh xưa hy sinh,
đội trưởng cử vệ làm tổ trưởng. Hai đứa phải đảm đương công việc của cả tổ nên khá vất vả. Cả hai phải chạy như cờ lung công suốt ngày trên khắp mặt trận. Liên lạc, truyền tin, trinh sát, đưa công văn giấy tờ. Và bao nhiêu công việc vặt vãnh khác mà người chiến sĩ liên lạc lúc lâm trận phải đảm đương. Hai đứa phải tranh thủ mọi thời cơ để có thể hàng ngày tạt vào trạm quân y ngồi chơi với bạn một lúc. Một buổi chiều, Mừng chạy liên lạc chỉ huy sở trở về, tạt vào trạm quân y thăm Quỳnh. Quỳnh vừa tiêm thuốc xong, chị y tá ngồi ở đầu giường nói chuyện với nó, tay vẫn cầm cái hộp xi lanh và hộp thuốc. Mừng đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Nó đội mũ cứng tiếp phòng quân, vành mũ sụp xuống che kín trán, áo chấn thủ, ngang lưng thắt xanh tia rơm, bên hông dắt quả lựu đạn o ép, quần sắn quá gối, hai bàn chân trần đen đùi chát bùn đã khô xe. Mừng bước đến cạnh giường bạn, để lại trên nền đá hoa những nốt chân đen ngòm. Chào chị. Nó lễ phép chào chị y tá, rồi hất vành mũ lên cao, nhìn bạn cười rạng rỡ. Quỳnh cười với bạn, ngoảnh sang nói với chị y tá. Bạn em là vua trèo cây đó chị ạ. Bao nhiêu cây cao nhất của Huế mình, cậu ta đã trèo tuốt lên ngọn. Ui chao, em nghịch đến nước ấy à? Mừng đỏ mặt bối rối. Không phải cậu ta trèo nghịch mô chị ạ. Quỳnh nhìn bạn, ánh mắt âu yếm. Mình kể chuyện trèo cây cho chị nghe, cậu đừng giận mình hí. Quỳnh đừng. Quỳnh tẳng lờ như không nghe bạn gọi. Vừa cười vừa kể cho chị y tá nghe chuyện Mừng đi tìm thuốc cho mẹ, chuyện Mừng nhập vệ quốc quân bằng cách chui bừa vào giữa hàng ngũ của đội. Nghe chuyện, chị y tá cười mà mắt lại rớm lệ. Chị cầm cổ tay đen chỗi của Mừng, kéo nó lại đứng sát vào mình, nhìn nó và nói. Chị ước chi có quyền được gọi tất cả những kẻ đã hát hồi cha mạ, đối xử với cha mạ không ra chi, đến ngay đây để được nhìn thấy mặt em. Quỳnh thổ lộ với chị một ước mơ mà nó ấp ủ từ lâu. Khi mô Huế mình được giải phóng, em sẽ xin học trường nhạc. Em sẽ gắng học thật giỏi. Em sẽ sáng tác một vở nhạc kịch. Kể chuyện Mừng đi tìm thuốc cho mẹ. Em tin chắc vở kịch của em sẽ hay, rất hay. Hay không kém gì vở Cây Sáu Thần của nhạc sĩ Mozart. Chị không tin à? Thì chính Mozart sáng tác vở nhạc kịch đó khi ông còn ít tuổi hơn em bây giờ. Chị y tá chăm chừng, chẳng biết mô tê gì về chuyện nhạc kịch với Mozart. Chị chăm chăm nhìn nó rồi chợt hỏi. Em Mừng thì do đi tìm thuốc cho mẹ mà vô vệ quốc đoàn, thế còn em thì do cái chi rứa? Quỳnh mỉm cười khẽ lắc lắc cái đầu xinh đẹp. Đội vừng mũ miệng tóc tư quăn rối trực đánh trống làng. Nhưng trước ánh mắt chăm chăm chờ đợi của bạn và chị y tá, nó nhỏ nhẹ nói. Em đi vệ quốc đoàn vì những bài hát cách mạng. Chị không thể tưởng tượng được em yêu nhạc đến như thế nào đâu. Cũng bởi em được nghe nhạc, học nhạc từ những ngày chập chững biết đi. Cả nhà em, bà em, hai chị em đều biết chơi dương cầm, nhất là chị Hoài Trang của em. Chị ấy chơi dương cầm hay mê hồn. Nhiều đêm đang ngủ, em chợt tỉnh giấc, xung quanh vắng lặng hoàn toàn. Em nghe các bức tường trong phòng em ngân nga, hòa nhạc với nhau. Lạ lắm chị ạ. Nói chắc chị không tin, nhưng em nghe thật mà. Chúng hòa lại những bản mà các chị, vợ em với em thường đàn. Lên 5 tuổi em đã chơi thạo những bản nhạc ngắn của Mozart, và em cũng đã sáng tác được một bản nhạc đầu tiên là Cái Chết của Con Ếch Xanh Tội Nghiệp. Ở đây mà có đàn, em sẽ đàn cho chị nghe. Chị và Mừng sẽ khóc và thương con ếch xanh của em cho coi. Hồi còn ở nhà, hễ bao giờ dạo bản nhạc này em cũng khóc. Em thương con ếch xanh quá. Em nghe chị Hoài Trang chơi những bản nhạc của Mozart, của Schubert, em cũng khóc. Nghe buồn quá à? Chị y tá hỏi. Không phải vì buồn đâu chị ạ. Quỳnh lại lắc lắc nhẹ nhẹ cái đầu tóc quăn rối. Không những bản nhạc ấy không buồn chút nào hết, mà nó hay quá, hay đến phát khóc lên. Nhiều lần chỉ mới nghe chị em nhấn mấy hòa âm đầu tiên là mũi em đã cay xè. Em dễ khóc thật. Cả nhà em vẫn gọi em là thằng mu khóc. Thế rồi cách mạng tháng 8, các bạn bằng tuổi em trong vùng vĩ dạ đều vào các đội nhi đồng cứu quốc. Tập 1-2 đi biểu tình, đi meeting vui ghê lắm. Em thèm được vào đội như các bạn quá. Nhưng ba mẹ không cho. Ba mẹ em bảo mình là con nhà quyền quý, chơi chung chơi lội với con nhà khố sách áo ôm sao được con. Không hiểu sao, nghe ba mẹ nói nữa, em bỗng thấy buồn và giận ba mẹ quá chừng. Em chỉ muốn bỏ nhà đi trốn,
Lạ cái là từ trước đến nay em chưa dám giận ba mẹ em lần mô. Ba mẹ em cưng chiều em ghê lắm. Em là con trai út độc nhất của ba mẹ em mà. Hồi đó có một đơn vị vệ quốc đoàn đến đóng ở ngôi chùa cách nhà em không xa. Một bữa em đi chơi ngang qua, thấy các anh đang tập hợp trước sân chùa, vừa vỗ tay vừa hát những bài bao chiến sĩ anh hùng này. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi diệt phát xít, đuốc gươm thiêng vung cho nước nhà, mắng Việt gian, vân vân. Em đứng sững lại mà lắng nghe, và da em tự nhiên nổi hết gai ốc. Những bài hát cách mạng em được nghe lần đầu tiên đó, do các anh vệ quốc đoàn hát lên, em cảm động hơn cả bản nhạc của Schubert, của Mozart. Mặc dù các anh hát có sai nhạc, tuy chưa được đọc những bản nhạc ấy, nhưng vì được học nhạc từ bé nên em biết là các anh hát còn sai nhạc. Thế là em chạy bay về nhà, mở đàn dạo lại theo trí nhớ những bài hát vừa được nghe. Em ghi nó ra giấy, cố mày mò sửa lại cho đúng theo phép tắc hòa âm trong âm nhạc. Nhưng mất cả buổi chiều, em vẫn thấy không kết quả lắm. May quá, vừa lúc đó có anh Hoàng Cương, bạn thân của chị Hoài Trang của em đến chơi. Anh là học sinh năm thứ 2 Ban Tú Tài Triết Học, trường Khải Định. Anh rất giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, cũng là một cây mê nhạc. Anh ấy có thể ngồi suốt cả buổi, kiến nốt không nhúc nhích để nghe chị Trang em đàn. Khi biết em đang làm gì, anh nói, em không phải mất công mày mò làm gì. Anh có cậu bạn có một tập dày đầy đủ các bài hát cách mạng. Ngày mai cậu ta lên đường Nam Tiến rồi. Tối nay anh sẽ đến thăm cậu ta, đề nghị cậu ta tặng lại cho em tập bài hát đó. Sáng hôm sau, anh Cương đến rất sớm mang cho em một tập bài hát chép tay, những bài hát cách mạng. Trên trang đầu có ghi dòng chữ với nét chữ ngang tàng nhưng thật đẹp. Anh tặng Quỳnh, chú bé nhạc sĩ tương lai mà anh chưa được biết mặt. Anh mong em dùng những bài hát này như người chiến sĩ, dùng thanh gươm, khẩu súng, sát cánh cùng các anh tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung của Tổ quốc. Anh Lê Xanh. Em hỏi anh Cương, anh Lê Xanh học cùng lớp với anh à? À không, anh ấy là thợ điện. Cả nhà anh ba đời là thợ điện. Anh chưa được cấp sách đến trường bao giờ. Có lẽ do gần điện từ nhỏ mà anh ấy sáng láng vô cùng. Tự học mà biết cả nhạc, cả vẽ, đọc được cả chuyện bằng tiếng Pháp. Anh hoạt động cách mạng từ hồi bí mật, có chân trong Ủy ban Khởi nghĩa thành phố Huế mình. Anh ấy là đảng viên cộng sản. Chỉ mới nghe kể thôi, tự nhiên em thấy yêu anh ấy quá. Em hôn lên chữ ký của anh ấy 3-4 lần và ước gặp được anh ấy một lần. Ngày hôm đó, em đàn suốt lượt cả tập bài hát anh Xanh cho. Bài nào cũng hay lạ lùng. Chị ơi, hay đến phát khóc lên được. Nghe âm thanh những bài hát ấy vang lên dưới 10 ngón tay em. Không hiểu sao, em muốn bỏ nhà đi. Em muốn đi theo các anh hoạt động bí mật. Muốn làm cách mạng, làm vệ quốc đoàn, Nam Tiến, làm đảng viên Đảng Cộng sản như anh Lê Xanh. Bữa đó em đang vừa đàn vừa hát thì ba em bước vào buồng, cau mặt nói, mấy cái bài hát ấy ra cái chi mà con cứ đàn đi đàn lại hoài, làm cho cả nhà điếc tai. Em sửng sốt nhìn ba em. Hay lắm chứ ba. Ba em tự nhiên quát lên. Chỉ có Quân khố rách áo ôm, chỉ có tụi cóc nhái nhảy lên làm người mới thích cái bài hát ấy. Nếu ba em đánh em hay là tát em lúc đó, em cũng không ngạc nhiên bằng nghe ba em nói như vậy. Em đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế và kêu lên, sao ba lại nói dứa ba? Đó là những bài hát cách mạng mà. Bỗng nhiên ba em bước đến, giật tập bài hát em đang dựng trên nắp đàn, xé xoạt xoạt thành hàng chục mảnh ném qua khung cửa sổ, nói, cách với mạng này. Em khóc suốt cả buổi chiều hôm đó, mà em dỗ chi em cũng nhất định không ăn cơm. Sáng hôm sau, em dậy lúc cả nhà còn đang ngủ. Em lấy cây đàn mandolin mà từ lâu lắm em không sờ đến, lèn trốn ra khỏi nhà. Em đi thẳng đến chỗ đơn vị vệ quốc đoàn, gặp anh chỉ huy nói, anh cho em vô vệ quốc đoàn với. Em còn nhỏ, em chưa làm được việc chi thì em đàn hát cho các anh nghe. Em dạy hát cho các anh. Các anh hát sai ghê. Rồi không đợi cho anh chỉ huy phải hỏi, em vừa đàn vừa hát một lượt tất cả những bài hát trong tập bài hát cách mạng của anh Lê Xanh. Cả đơn vị liền vây quanh lấy em. Em đàn hát xong một bài, các anh lại vỗ tay hoan hô rầm rầm. Thế là anh chỉ huy đồng ý lấy em vào đơn vị, vừa làm liên lạc vừa dạy hát cho các anh. Sau đó ba mẹ em không đến tìm bắt em về à? Chị y tá lấy 5 ngón tay làm lược, chải chải tóc cho nó và hỏi. Có chứ chị,
Mà em, hai chị của em đến tìm em hàng chục lần, nhưng em cương quyết không về. Em nói con đi vệ quốc đoàn cho đến lúc chết thì thôi, con không về nhà nữa Mô. Lúc nhắc lại câu này, cặp mắt mở to mênh mông của nó hằn lên một nếp buồn giận không thể nguôi được. Buổi trưa ở trạm quân y, Quỳnh đang nằm một tay áp dưới má ngủ say. Nó bỗng choàng tỉnh dậy như bất thình lình có ai quát gọi sát bên tai. Gương mặt nó lộ vẻ bàng hoàng ngơ ngác. Quỳnh chớp chớp mắt, đầu nghiêng ghé như cố hết sức lắng tai nghe một cái gì đó từ xa vọng tới. Nó nhận ra hình như tiếng đàn dương cầm vẳng lại từ phía tòa nhà chính. Nhưng lạ một cái là từng âm thanh rời rạc, vô nghĩa, không ra một giai điệu, hòa âm gì hết. Giống như có một bọn trẻ nghịch phá, gõ lung tung bậy bạ lên các phím đàn. Nó dụi dụi mắt, hay là mình nằm mê? Không, rõ ràng là nó tỉnh ngủ rồi mà. Và lúc này tiếng đàn vẳng đến càng vang to hơn. Có những âm thanh như kêu thét, có những âm thanh rền rĩ, chen lẫn nhau hỗn loạn. Là một người chơi dương cầm, những âm thanh như vậy làm cho nó cảm thấy nhức nhối khó chịu. Nó muốn gọi chị y tá lại hỏi, nhưng không thấy chị y tá nào thấp thoáng bên ngoài cả. Nó ngồi hẳn dậy, bàn chân đau băng kín, trắng toát, gác lên thành giường. Tiếng đàn lại càng rên rú hỗn loạn hơn. Nó phải bịt tai lại, vì không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Nó định bước xuống giường, cố lần tìm đến chỗ có tiếng đàn lạ lùng kỳ quái ấy. Nhưng bàn chân đau vừa chạm đất, Quỳnh đã phải rụt lại ngay. Đau quá, nó chưa thể đi một mình được. Vừa vặn lúc đó, Mừng từ ngoài vườn chạy vào, tay cầm một vật gì đó sáng trắng mà lúc đầu Quỳnh không để ý. Thấy bạn gần như ngồi xổm trên giường, Mừng ngạc nhiên hỏi, cậu đang làm cái chi rứa? Rứa mà mình cứ tưởng lúc nghi cậu đang ngủ. Quỳnh hấp tấp hỏi bạn, cậu có nghe tiếng gì không? Mừng giỏng tay lên nghe, tét miệng cười. À, tiếng kêu cái thùng chi chi đẹp lắm, ở trong cái buồng phía sau ngôi lầu ấy mà. Rồi Mừng vui vẻ kể cho bạn nghe, phía sau ngôi lầu có một gian buồng hẹp, mấy lâu cửa khóa kín, có mấy anh thương binh tìm được ở đâu đó cái xà beng rất bự, nạy cửa ra coi bên trong chủ nhà giấu cái chi mà khóa đến hai lớp khóa. Vừa lúc đó mình đi ngang qua, thấy rứa cũng tò mò ghé lại coi chút cho biết, tưởng có chi quý giá lắm, té ra chỉ có một cái bàn rất to, mà cái bàn đi coi hình thức tức cười ghê lắm, có đến năm cái chân, ba cái chân to ba góc, lại thêm hai cái chân nhỏ nằm ở giữa gần xiết nhau. Mừng bật cười to về hình ảnh ngộ nghĩnh của cái bàn năm chân. Chắc họ sợ hắn đứng không vững nên mới đóng thêm hai cái chân phụ nữa cậu hè. Cái nắp bàn rất dài, mở ra đóng lại được. Mở nắp ra bên trong có một hàng dài, những miếng gỗ nằm xiết nhau, trắng như hàm răng. Giữa những cái răng trắng nằm chen những cái răng đen nhỏ hơn mà ngắn hơn, mấy anh đụng tay vô hàm răng đó, tự nhiên trong bụng cái bàn kêu toáng lên. Đụng mạnh hắn kêu to, đụng nhẹ hắn kêu nhỏ. Lúc đầu bất thình lình nghe hắn kêu, các anh hoảng nhảy lùi cả lại. Có anh còn nằm dạp xuống đất, sợ hắn nổ bất tử như lựu đạn. Một lúc không có việc chi, các anh mới thi nhau đấm tay vô hàm răng để hắn kêu chơi. Ôi chào, hắn mới kêu dữ chứ cậu. Mình cũng hùa vô đấm chơi, đấm cả răng trắng, răng đen, đều kêu hết. Đấm chán, các anh lấy mũi dao cậy răng hắn ra coi chơi. Mình cũng cậy được cái răng trắng đây, định đem cho cậu coi cho biết. Mình đưa cho Quỳnh cái vật trăng trắng từ nãy tới giờ, vẫn cầm lăm lăm trong tay. Mà gỗ hắn đẹp ghê lắm cậu ơi. Chùi lớp bụi đi cái, bóng loáng, soi gương được. Thưa là các anh lại lấy dao găm lưỡi lê, thi nhau, nạy gỗ định đem ra, cưa làm racket, đánh kiện. Mình cũng muốn nạy một miếng chơi, nhưng không mượn được dao, tiếc quá. Mải hào hứng kể, Mừng không để ý gương mặt của bạn mỗi lúc một thêm tái nhợt. Quỳnh thẳng thốt kêu lên như bất chợt bị ai chọc mạnh vào vết thương dưới gan bàn chân. Ui chao, cái piano. Mừng ngơ ngác nhìn bạn. Cậu làm răng đứa, vết thương lại đau à? Không, không phải. Cái bàn năm chân đó chính là cái dương cầm đó cậu ơi. Đàn à? Mừng chố mắt hỏi. Giống như cái ở nhà cậu hồi trước, lần Mô đi ngang qua. Đúng rồi, mà cái đàn này còn quý hơn gấp bao nhiêu lần cái đàn ở nhà mình ấy. Hắn có đàn được bài Bao chiến sĩ anh hùng với Vệ quốc quân một lần ra đi không? Đàn được tất. Có bài chi là không đàn được? Không có bài chi là không đàn được. Ôi chao, thưa các anh cậy ván vặn răng hắn, e hắn hư mất cậu ơi.
Bây giờ đến lượt Mừng sững sờ nói. Nỗi lo lắng của bạn đã thật sự lây sang em. Mặc dù là lần đầu tiên em được nhìn thấy cây dương cầm, mà tất cả giá trị của nó đối với em là đàn được bài bao chiến sĩ anh hùng và vệ quốc quân một lần ra đi. Để mình chạy ngay lên can các anh, may ra còn kịp. Mừng vội vàng, nhón chân định chạy. Nhưng Quỳnh rất nhanh chồm ra khỏi giường, vòng hai tay ôm choàng cổ bạn, nói giọng vô cùng khẩn khoản. Cậu cõng mình đi theo với, đã lâu lắm mình không được mó tay đến các phím đàn. Mình thèm quá, nhớ quá cậu ơi. Không kịp suy nghĩ lâu la, Mừng ngoắc luôn hai tay ra sau lưng, ôm vòng hai chân bạn, dốc lên lưng rồi cứ thế chạy thẳng một mạch không kịp thở. Đến gian phòng có để chiếc dương cầm quý giá sắp bị phá nát. Chưa đến cửa, Mừng đã la to, đến hụt cả hơi. Các anh ơi, đừng phá, đừng phá. Cây đàn nó hát được bao chiến sĩ anh hùng với vệ quốc quân một lần ra đi các anh ơi. Trong phòng, quanh cái đàn dương cầm lớn chiếm gần kín nửa gian buồng. Năm sáu anh thương binh, người băng trán, người băng chân, người cầm dao, người cầm mã tấu, nậy chặt lớp gỗ màu cánh sán bóng loáng của chiếc đàn. Quang cảnh giống hệt như người đi săn lúc hè nhau cắt xẻo con thú rừng to lớn vừa bị bắn hạ. Nghe tiếng kêu hớt hải của Mừng, các anh dừng tay cản lại. Mừng đặt bạn ngồi xuống chiếc ghế đầu, mặt tròn kê sát tường, há hốc miệng thở đến muốn đứt cả hơi. Quỳnh nhìn chiếc đàn bị chặt nham nhở, miệng bỗng mếu sạch sắp khóc. Ôi chao, các anh phá sập cả cái cầu tràng tiền em cũng không tiếc bằng. Không còn nhớ gì đến cái chân đau, Quỳnh nhảy xuống ghế và chạy nhào đến. Mừng thất sắc kêu, ui Quỳnh, em chụp lấy cái ghế chạy theo đặt cho bạn ngồi. Ngồi trước chiếc đàn dương cầm to lớn đổ sộ, nong Quỳnh lại càng nhỏ bé hơn. Mặt Quỳnh vụt tái đi khi tia mắt long lanh của nó chạm phải màu sáng lấp lánh những phím đàn. Hai bàn tay thon dài như tạc bằng cẩm thạch của Quỳnh bỗng như hai cánh chim lướt bay là lả trên dãy phím đàn. Cả gian buồng tranh tối tranh sáng phút chốc tràn ngập những âm thanh thánh thót trầm bổng du dương. Hay đến nỗi các anh đứng vây quanh đánh rơi cả mã tấu dao găm xuống đất. Các anh đứng sững, miệng há hốc mồm, nhìn em như nhìn một nhân vật trong chuyện thần tiên. Gương mặt Quỳnh sáng bừng, rạng rỡ như cây đèn lồng bỗng được thắp sáng ngọn nến ở bên trong. Ôi may mắn làm sao, cây đàn vẻ ngoài tuy bị phá hỏng khá nặng, nhưng âm thanh vẫn còn nguyên vẹn. Quỳnh ngước lên nhìn khắp lượt các anh. Hai tay nó vẫn không ngừng chơi đàn. Ánh mắt của Quỳnh nồng nàn, âu yếm, như thầm cảm ơn các anh đã không động đến âm thanh quý báu của nó. Cái đàn piano lúc này sao mà giống như con sơn ca bị người ta vặt trụi nhiều mảng lông, nhưng tiếng hót của nó may mắn chưa suy xuyển. Và nó đang hót lên những giai điệu tuyệt vời dưới bàn tay điều khiển của chú bé liên lạc. Mấy anh vệ quốc đoàn đang đứng vây quanh cây đàn nhìn em kia. Đều là những nông dân cùng khổ, vùng kế môn đại lược. Cả một đời họ chỉ được biết cây đàn qua câu chuyện thạch xanh. Tích tịch tỉnh tang, ai mang công chúa dưới hang lên lầu. Đây là lần đầu tiên họ được nghe tiếng đàn, thấy cây đàn có thật trong cuộc đời. Họ nhìn Quỳnh với cặp mắt hối lỗi, như muốn nói, em đừng giận các anh mà tội. Dưới thời nô lệ, thằng Tây, các anh phải sống trong cùng khốn, đói rét, ô mê, tối tăm. Các anh mua có biết, cây bàn năm chân ni là cái đờn, nên các anh mới lỡ phá. Chứ được em nói cho biết rồi, đứa mua mà dám làm hư hại nó, các anh sẽ cho biết tay. Quỳnh lúc này đã hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc. Tiếng đàn của Quỳnh mỗi lúc một thêm ngân vang dồn dập, quyến rũ. Từ những giai điệu dịu dàng, mơ màng, uyển chuyển như dòng sông Hương êm đềm trôi qua dưới ánh trăng, nó vụt chuyển sang những giai điệu hùng tráng sôi sục của những ca khúc cách mạng. Dưới bàn tay mềm mại trẻ thơ của nó, cây đàn phút chốc hòa thành một đơn vị vệ quốc đoàn đang rầm rập tiến ra mặt trận trong tiếng hát vang trời. Ra đi, bảo tồn sông núi. Ra đi, thả chết không lui. Cờ bay phấp phới. Gian phòng đứng chật kín người từ lúc nào không ai hay. Thương binh, bác sĩ, y tá, hộ lý, khắp cả trạm quân y, nghe tiếng đàn dương cầm đột ngột vang lên, liền gọi nhau, dắt nhau, dìu nhau kéo đến mỗi lúc một đông. Âm nhạc, cách mạng sục sôi nghĩa khí cuốn hút họ như một dòng thác, một cơn lốc. Một người nào đó, rồi tất cả đám đông đứng vây quanh cây đàn và chú bé liên lạc, cùng cất tiếng vang, hát hòa theo. Ngựa phi nơi xa, khi nghe súng vang bên trời, điệu kèn rộn ràng. Ở tầng gác 2, có một anh thương binh trẻ măng, bị thủng nát hết ruột, đang giờ phút hấp hối, nghe tiếng đàn từ tầng dưới vẳng lên,
tự nhiên anh tỉnh táo hẳn lại. Anh nằng nặc đòi các chị y tá khiêng anh xuống chỗ có tiếng đàn để anh được nghe rõ hơn trước khi chết. Thương anh quá, các chị phải chiều anh, vực anh vào cáng, dễ dàng khiêng anh xuống. Đám đông rẽ ra, nhường lối cho cáng của anh đi vào, sát bên chỗ Quỳnh ngồi đánh đàn. Anh mở to đôi mắt nhìn Quỳnh, ánh mắt anh như ánh lửa sao xuyến, rung rinh, sắp lụi tắt. Chân chân dõi theo đôi bàn tay con nít trắng xanh của chú bé chiến sĩ, múa lượn trên dãy phím đàn trắng đen lấp lóa. Miệng anh he hé như muốn uống cạn tiếng đàn, lấp kín những chỗ gan ruột của mình bị đạn giặc phá thủng nát. Đàn ngân lên một giai điệu cao vút, anh bỗng chống mạnh hai phỉu tay xuống cáng, cố hết sức dướn cao đầu lên nhìn Quỳnh. Tia nhìn ngập tràn yêu thương, đôi môi trắng bạch của anh mấp máy thì thào, cảm ơn em. Rồi anh vật đầu xuống cáng, thở hắt ra chút hơi thở cuối cùng. Tình hình mặt trận Huế lúc này có những biến chuyển hết sức quan trọng. Cục diện chiến xoay chiều mỗi ngày thêm bất lợi cho quân ta. Ngày 17 tháng 1 năm 1947, quân tiếp viện của giặc từ Pháp Giang đã đổ bộ lên Lăng Cô, phía cực nam của tỉnh Thừa Thiên. Từ Huế đến Lăng Cô chỉ hơn 60 cây số, đội giặc tiếp viện gồm những binh đoàn tinh nhuệ nhất của quân viện chính Pháp, khoảng 5.000 tên do hai tên thực dân cáo già là đại tá La Roque và trung tá Doré chỉ huy. Vừa đặt chân lên đất liền, bọn giặc đã nhanh chóng chia thành nhiều mũi, hình thành nhiều gọng kìm khổng lồ, ồ ạt tấn công ra phía bắc của Thừa Thiên. Chúng cố tiến thật nhanh đến Huế để giải vây cho đồng bọn bị vây hãm, có nguy cơ bị quân ta tiêu diệt. Tiểu đoàn 18 có nhiệm vụ chấn giữ mặt trận phía nam, đã chiến đấu hết sức quyết liệt để ghìm chân bọn giặc, đổ bộ lại. Trong khi đó, các đơn vị vây hãm giặc ở Huế cũng dồn hết sức để tấn công địch, với hy vọng tiêu diệt được bọn chúng trước khi bọn tiếp viện đến kịp. Trong đợt tấn công này, quân ta đã thắng những trận xuất sắc, tiêu diệt vị trí Miếu Đại Càng, bắn 3 chiếc máy bay Moran ở vùng núi Tam Thai. Nhưng thế giặc lúc này quá mạnh, phòng tuyến ở phía nam quân ta vừa phải đánh vừa lùi, rút bỏ hết phòng tuyến phòng ngự này đến phòng tuyến phòng ngự khác. Trước tình hình khẩn cấp, ban chỉ huy trung đoàn điều động một số đơn vị đang tham chiến ở Huế tăng viện cho mặt trận phía nam. Chỉ huy trưởng mặt trận khu C Phùng Quý Đông cũng được điều động về chỉ huy mặt trận này. Gần một chục đội viên thiếu niên trinh sát được cử theo các đơn vị tăng viện. Vệ to đầu được chỉ huy trưởng mặt trận khu C lấy đi theo làm liên lạc cho ông. Một giờ trước lúc lên đường, nó gọi điện thoại cho Hiền. Alo, Hiền đấy hả? 2 giờ chiều nay mình phải theo chỉ huy trưởng vào mặt trận phía nam. Gấp quá, mình không đến gặp cậu được. Quân ta đang chặn tụi Tây ở đèo Mũi Né, đánh nhau đã 2 ngày rồi. Chỉ huy trưởng bảo phải phi ngựa suốt cả đêm hôm nay mới kịp đến để chỉ huy. Trận đi chắc ghê go ghê lắm. Không biết có còn dịp gặp cậu không? Nếu có chuyện gì cậu đừng quên mình nghe. À, mình được phát một con ngựa cậu ạ. Con ngựa đen, bộ dạng thì xấu đuôi, nhưng chạy tuyệt trần đời. Mình dám thách đua với tất cả ngựa của trung đoàn, kể cả con Caronin của Bảo Đại. Cậu đã luyện được cái môn lộn nhào 2 vòng liền chưa? Chưa à, kém thế. Vệ Cúc khích cười, bữa mô gặp lại, mình sẽ kể chuyện cho cậu. Mình phải sắm sẵn cái roi mây thật vót, luyện không chăm, ăn roi cấm khóc nghe. À, mình gửi cho cậu cái mũ ca lô của mình, ở chỗ đội trưởng ấy. Ở đầu dây đằng kia, Hiền cầm máy nghe những lời bông đùa của bạn, mà tự nhiên rơm rớm nước mắt. Hai đứa mê nhau lạ lùng. Hiền đêm nằm ngủ, nói mớ cũng gọi tên vệ to đầu. Khoảng 3 giờ chiều, vệ to đầu từ trong cái biển lửa và khói, dọc tuyến phòng ngự ven sông Chuồi, cưỡi con ngựa đen như đã bị lửa nung thành than, phi về phía ngôi nhà ban chỉ huy mặt trận đóng. Chỉ cần nhìn nó cũng đủ biết công tác liên lạc ở mặt trận phía nam này vất vả biết chừng nào. Thay mũ galo, nó đội cái mũ cán bẹp, rúm gió, mặt vệ đen nhẹp, lấm lem cát bụi, khói đạn. Cái áo quân phục kaki dày như mo nang, rách toạc 2-3 lỗ trên vai, trên lưng. Chiếc quần dài ướt sũng nước đến thắt lưng, 2 ống quần bê biết buồn. Suốt ngày hôm nay, hầu như không mấy lúc nó rời khỏi lưng ngựa. Mỗi ngày nó phải phi ngựa không biết bao nhiêu lần dọc phòng tuyến lửa đạn tơi bời để truyền đạt những mệnh lệnh chiến đấu của chỉ huy trưởng đến các đơn vị và lấy tin tức các đơn vị về báo cáo với chỉ huy trưởng. Nhiều bữa, vệ vội đến nỗi ăn bát cơm nắm cũng phải ngồi trên lưng ngựa mà ăn. Là liên lạc của chỉ huy trưởng, phạm vi
phải chạy liên lạc. Của vệ rất rộng, khắp cả phòng tuyến, nếu không có sự nhanh nhẹn lạ kỳ, sức dẻo dai hiếm có và lòng gan dạ, đến liều lĩnh của một diễn viên xiếc chuyên nghề nhào lộn và đứng làm bia sống cho trò ném dao găm, thì trang vệ khó mà đảm đương nổi nhiệm vụ. Chỉ huy trưởng vừa ra dứt lệnh đã thấy vệ ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, mũ đội hất lên trước trán, tay cầm dây cương, mái tóc quăn đen như lông quạ, lâu ngày không cắt, buông lòa xòa quanh mũ, phủ kín cả gáy. Nó giống như một kỵ sĩ xưa, minh họa trong sách. Và mặc cho đạn đại bác nổ đinh tai choáng óc, mặc cho đạn súng trường, súng máy bay vù vù quanh mình như một đàn ong vỡ tổ, mặc cho nhà cháy, tường sập, cây đổ, nó vẫn cúi rạp mình trên ngựa, thúc gót, giật cương, lao vút đi như một mũi tên đen. Vệ phi ngựa vọt qua những hàng rào xương rồng cao ngất nghèo, bay qua những mương nước rộng đầy nước. Trong cái phi ngựa của vệ, vừa có cái gan dạ của người chiến sĩ lúc lâm trận, lại có cái tài ba của một tay diễn viên xiếc lành nghề. Nhiều lúc đang phi ngựa rất nhanh, chợt nghe tiếng đạn, súng cầu vòng kêu xoẹt xoẹt muốn rơi gần. Nó ghìm ngay ngựa lại, đâm bổ cả người ngựa xuống giao thông hào để tránh đạn. Chỉ huy trưởng và các anh lớn nhìn vệ phi ngựa mà lo sợ thay cho nó. Nhiều lần thấy đạn giặc nổ rát trên dọc lối đi, các anh hớt hải chạy đuổi theo gọi. Vệ, vệ, quay lại đã, dứt đợt súng rồi hãy đi. Nghe các anh gọi, nó càng thúc ngựa phi nhanh hơn, ngoái đầu lại nói to. Không can chi mô, đạn nó tránh em mà. Cặp mắt to đen láy, dịu dàng như mắt nai, sáng long lanh dưới vành mũ cứng. Dọc đường vệ thường gặp các bạn trong đội cũng đang chạy liên lạc. Các bạn cũng vất vả không kém, chạy như cờ lung công suốt ngày, mà lại chạy chân đất. Thường vội quá nên mỗi lần gặp nhau chúng chỉ kịp hỏi, cậu đó à, rồi lại lao vút đi. Vừa rồi lúc phi ngựa vọt qua dãy giao thông hào, vệ gặp Tề ở tổ 5, cởi trần, mặc độc cái quần đùi rách toạc đến mẹ, lưng đeo hai quả lựu đạn mỏ vịt, đang lội ào qua một con hói. Vệ kìm cương lại hỏi, Tề, cậu đi mua đó. Tớ đi tìm o cứu thương đến chuyển mấy anh thương binh đi. Vệ ngồi trên lưng ngựa, Tề đứng dưới con hói, nước ngập đến tắt lưng. Lai bị thương cậu biết chưa? Vệ hỏi. Tớ cõng hắn về trạm quân y chứ ai? Tề nói. Lúc đạch bi cõng hắn nhẹ tưng, mà răng lúc bị thương hắn nặng thứ không biết. Liệu phòng tuyến có giữ nổi không cậu? Khó lắm. Tụi hắn nhiều súng đạn quá. Cậu có đói không? Gần chết. Vệ thò tay vào trong bung áo, lấy vắt cơm lĩnh từ sáng đến giờ chưa kịp ăn. Bắt nghe. Vệ thì chân vào hai bàn đạp, nhón cao người ném bát cơm cho bạn. Tề nhảy lên vắt trượt, vắt cơm rơi tõm xuống nước. Tề liền nhào theo vắt cơm, chồng mông mỏ lặn như vịt mỏ mồi. Mỏ được vắt cơm ướt nhoét, Tề cầm chặt hai tay, đưa lên miệng nhá luôn, vừa nhồm nhòm nhai. Em vừa nhìn lên bạn, gật gật đầu tỏ ý ngon lắm. Rồi vừa nhá cơm, nó vừa tiếp tục lội qua con hói, dặn dặc từ phía bờ sông bắn sang kêu chiêu chiếu trên đầu. Tề đưa tay lên đầu phủi phủi, tỏ ý coi khinh. Về đến ngôi chùa, nhà chỉ huy sở đóng cách phòng tuyến chừng 2 cây số. Vệ to đầu cho ngựa phi thẳng vào đến cửa nhà bếp. Nó nhảy xuống thất, nói với chị cấp dưỡng. Còn vắt cơm mô cho em một vắt, em đói xíu mếu. Một chị mở thùng lấy vắt cơm nắm và gói thịt heo kho mặn, gói trong mảnh lá chuối hơ lửa đưa cho vệ. Nó vắt dây cương ngựa lên chốt cửa, chùi hai bàn tay lấm lem và nồng nặc mùi hôi của ngựa vào đít quần. Đón lấy vắt cơm và gói thịt, nó bẻ đôi vắt cơm đút một nửa vào mồm con ngựa đang đứng thở phì phò, rồi dựa lưng vào khung cửa, đưa vắt cơm lên miệng cắn. Mới cắn được một miếng thì chỉ huy trưởng từ trên nhà đi xuống, đầu ông đội mũ cát và mặc bộ quân phục lấm lem đất bùn. Ông đưa cho nó một mảnh giấy gấp làm tư và nói, em xuống ngay chỗ đại đội anh vị bố trí, đưa lá thư này cho tôi. Cặp mắt sâu hóm của ông chợt dừng lại trên gương mặt lấm lem khói đạn. Bộ áo quần rách toạc dính đầy bùn đất, ướt sũng, và cái thân hình bé nhỏ mệt nhoài của nó run run dựa vào khung cửa. Em mệt quá phải không? Ông nói giọng trầm hẳn xuống. Em lên nhà nghỉ đi một lúc, tôi gọi đồng chí Phương đi thay cũng được. Nhưng vệ to đầu đã nhanh nhẹn đứng thẳng lên, luồn nửa nắm cơm cắn dở lẫn gói thịt heo kho mặn vào bên trong áo sơ mi. Nó chùi hai tay vào đít quần, cầm lấy bức thư trong tay chỉ huy trưởng, cẩn thận đút vào túi áo sơ mi. Một tay cầm lấy dây cương ngựa, tay kia chở mu bàn tay chùi miệng nói, báo cáo anh, em đi được, em chỉ hơi đói tí thôi. Đường từ đây đến chỗ đại đội anh vị bây giờ bị đạn đại bác móc chê, nó làm lung tung cả lên, anh Phương không thạo đường sẽ lạc mất. Chưa kịp để cho chỉ huy trưởng có ý kiến, vệ đã dắt con ngựa ra giữa sân, nhẹ nhàng phóc lên yên.
Nó thúc gót giật dây cương, con ngựa tung bốn vó bay qua hàng rào chè tàu trước mặt. Chỉ huy trưởng chỉ còn biết đứng lặng lẽ nhìn theo. Ông lẩm bẩm, hết chiến tranh mình phải đưa thằng bé về cho nó đi học. Vệ đến gặp đại đội trưởng Vị đúng vào lúc đại đội ông đánh bật được đợt Alaso thứ nhất của giặc. Ông cầm lấy bức thư vệ trao chưa kịp đọc thì giặc dưới sông lại ào lên Alaso đợt thứ hai. Ông vật lên khỏi chiến hào, chạy thẳng đến chỗ bố trí khẩu trung liên FM độc nhất của đại đội, định cho đưa súng ra mé sông để quét bọn giặc đổ bộ. Nhưng mới chạy được chục bước thì ông bị trúng đạn. Ông ngã dúi, mặt úp xuống đất, bị đạn cày nát. Khẩu cạc pin cầm trong tay văng ra bên cạnh, mặc cho đạn bắn mỗi lúc một rát. Vệ nhảy lên khỏi chiến hào, lăn tròn như con quay thẳng đến chỗ đại đội trưởng. Nó tưởng ông bị thương, nhưng khi thấy chán ông bị vỡ toác thì nó lại òa lên và nép sau xác ông để tránh đạn. Hai anh bắn trung niên cũng vừa lăn đến kịp, kéo xác ông về phía sau. Vệ bò sát đến chỗ khẩu cạc pin, chụp lấy khẩu súng, lăn trở về giao thông hào. Khoác khẩu súng lên vai, nó phi ngựa như bay về báo cáo với chỉ huy trưởng. Sau đó, chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, phòng tuyến sông Chuồi bị chọc thủng. Chỉ huy trưởng quyết định để lại một bộ phận nhỏ kìm chân giặc, còn đại bộ phận rút lui về giữ phòng tuyến ở sông Nong. Cách sông Chuồi chừng 10 cây số, chỉ huy trưởng, Vệ, Anh Phương, Cần Vụ là những chiến sĩ cuối cùng rời khỏi phòng tuyến sông Chuồi. Trời chiều đột nhiên hửng nắng, ba người đã lui cách sông Chuồi chừng 3 cây số. Họ cùng cúi rạp trên mình ngựa, cố thúc ngựa phi thật nhanh vượt qua một quãng đường rất trống. Dọc hai bên đường rải nhựa không một bóng cây, những bồng khoai lang mới trồng chạy dài tít tắp. Anh Phương cưỡi ngựa phi sau cùng, bỗng kêu thét lên, máy bay nó đuổi theo đấy. Chỉ huy trưởng bảo vệ ngồi trên mình ngựa cũng ngoái đầu lại. Trên nền trời chiều vàng nắng, cuồn cuộn lửa khói và vang ầm ầm tiếng nổ phía sau, bốn chiếc máy bay cổ ngỗng đang cắm đuôi nhau lao vùn vụt về phía ba người. Thoáng nhìn, chỉ huy trưởng biết lũ máy bay đã nhìn thấy mình và mục tiêu di động của ba người trên quãng đường quá trống. Ông hô lớn, tản ra ngay hai bên đường. Phương cuống quá, quan ngựa chạy bừa xuống ruộng khoai, rồi hai tay ôm chặt lấy cổ ngựa, mặc cho nó muốn đưa mình đi đến đâu thì đến. Chỉ huy trưởng kéo cương thật nhanh, rời khỏi đường nhựa rồi phóng đến một lùm cây thấp, cách đường chừng 100 mét. Vệ ghìm cương ngựa, đưa mắt rất nhanh, nhìn bao quát địa hình chung quanh. Nó thấy không còn một chỗ nào gần đó khả dĩ núp được, nhưng không một chút rối trí. Nó cho ngựa nằm bẹp xuống mặt đường và nằm ép sát vào một bên, đầu gối lên cổ ngựa. Nó ngửa mặt chăm chú quan sát bầu trời. Lũ máy bay cổ ngỗng đen chùi chũi to dần lên một cách khủng khiếp. Tiếng gầm rít của chúng như những chiếc máy khoan, khoan sâu vào màng nhĩ. Chiếc máy bay đầu đàn bỗng chúc đầu lao thẳng hướng lùm cây mà chỉ huy trưởng vừa nhảy vào núp. Vệ kinh hoàng hét lên, ôi! Tim như muốn ngừng đập, cặp mắt nó mở to thất sắc, dán chặt vào đường lao chênh chích với tốc độ chóng mặt của chiếc máy bay. Tuy vậy, Vệ vẫn còn đủ trí, tỉnh táo để hiểu ra tại sao chiếc máy bay lại lao đúng lùm cây mà chỉ huy trưởng vừa núp. Chỉ vì con ngựa trắng cao lớn, quá hoảng vì tiếng gầm rít của máy bay đã không chạy đi, lại rúc đầu vào đúng bụi cây đó. Hai vó sau nó đã hất lia lịa như lúc gặp thú dữ, cái thân hình trắng toát của con ngựa chuyển động liên tiếp trên nền xanh của lùm cây, đứng xa 3 cây số cũng nhìn thấy. Hai cánh máy bay chớp chớp lửa, một tràng nổ xé tai, đất đá quanh lùm cây và con ngựa bị cày tung lên mờ mịt. Bắn xong loạt đạn, chiếc máy bay ngóc đầu nhào lên. Không đuổi ngay con ngựa trắng đi thì chỉ huy trưởng nguy mất. Ba chiếc máy bay sau cũng đang hầm hè sửa soạn lao xuống. Ý nghĩ đó làm Vệ quên hết sợ hãi hiểm nguy. Nó đứng bật dậy, lôi mạnh con ngựa đứng lên theo, phóc lên yên phi thẳng đến lùm cây chỉ huy trưởng núp. Vệ gọi to, chỉ huy trưởng có việc gì không ạ? Không sao, không sao cả. Tiếng chỉ huy trưởng bình tĩnh đáp lại trong bụi cây. Em núp ngay đi, chiếc thứ hai sắp sửa bổ nhào đấy. Nhưng Vệ không kịp đáp lại. Thời gian phải tranh thủ từng khắc một. Em kẹp chặt đùi vào hông ngựa, nhoài người túm lấy dây cương con ngựa trắng. Nghiến răng giật mạnh lôi đầu nó ra khỏi lùm cây. Con ngựa hí vang, cất cao cổ, dẫm bốn vó như muốn cưỡng lại. Nó tức giận vung bắn súng cạc pin quất mạnh vào hông con ngựa, rồi thúc con ngựa đen phi thẳng ra giữa cánh đồng trắng. Lôi theo cả con ngựa trắng, chỉ huy trưởng núp trong lùm cây nhìn ra, ông đã hiểu chú bé liên lạc của ông muốn làm gì. Ông thấy cổ mình đau nghẹn, ôi chú bé nguy mất, và ông cũng không nén được cảm phục chú bé liên lạc của ông. Ông tự hỏi, ai dạy cho, và từ bao giờ, mà trong cái phút nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy, nó đã cưỡi ngựa, mắt ngựa và đánh ngựa, lôi ngựa đi với những động tác tuyệt vời khéo léo,
và chính xác của những trang kỵ mã, lão luyện tài ba nhất. Chiếc máy bay thứ hai đã ầm ầm lao đến, cũng vừa lúc vệ vừa phi ngựa vừa ngoái nhìn chiếc máy bay. Nó cố phi sao cho thật lộ, thu hút được cả lũ máy bay về phía mình. Mất mục tiêu, chiếc máy bay sửa soạn bổ nhào nhả đạn, đành phải chuyển sang lượn vòng tìm kiếm. Vệ to đầu dắt con ngựa trắng, mỗi lúc một xa hơn lùm cây, chỉ huy trưởng núp. Vệ nhìn chiếc máy bay bị mất mục tiêu đang gầm rít tức tối lượn đảo quanh bầu trời. Nó khoái chí quát to với chiếc máy bay. Mi tưởng mi giết được cấp chỉ huy của tao dễ lắm à? Đừng hòng, tao chấp cả cha con dòng họ, thực dân nhà bay đó. Nhưng chiếc máy bay thứ ba đã nhìn thấy mục tiêu. Nó vùn vụt lao đuổi theo hai con ngựa và tay kỵ mã tí hon, đang vi như đùa giỡn giữa cánh đồng không một bóng cây. Chà, cái tụi ni có vẻ cay cú, muốn giết bằng được kẻ yếu thế dưới mặt đất đây. Vệ lúc này đã hoàn toàn yên tâm về chỉ huy trưởng. Nó phấn chấn hẳn lên khi thấy mình đã đánh lừa được tụi máy bay giặc. Vẻ mặt nó trở lên danh mãnh như lúc cùng các bạn chơi trò trốn tìm. Vệ buộc cương hai con ngựa vào nhau, mặt nó vênh vênh nhìn lên trời, mắt bám sát đường bay của thằng giặc cổ ngỗng, chờ cho chiếc máy bay bổ nhào lao thẳng về phía mình. Nó mới nhún mạnh hai bàn đạp, quăng mình như bay lên từ lưng ngựa xuống cái rãnh giữa hai vòng khoai. Động tác của vệ nhanh và nhẹ đến nỗi con ngựa đen không hề hay biết, cứ tiếp tục lồng bốn vó phi về phía trước, kéo theo con ngựa bạch. Tiếng đạn nổ xé tai, đất bị cày tung cách xa vệ hàng chục mét. Chiếc máy bay thứ tư cắt đuôi chiếc thứ ba, chúc đầu lao xuống hai con ngựa đang lồng chạy. Cánh máy bay chớp chớp lửa, nằm dài giữa hai luống khoai, ngửa mặt nhìn lên, tim vệ như muốn nhảy thoát ra khỏi lồng ngực. Nó lo sợ thay cho hai con ngựa. Trượt cha chúng mày rồi, vệ ngồi bật dậy reo to. Khi thấy dứt loạt đạn, hai con ngựa lại càng lồng lên phi nhanh hơn. Chắc đã hết đạn. Bốn chiếc máy bay hợp thành đội hình hàng dọc, cắn đuôi nhau bay trở về hướng nam. Bầu trời bỗng trở nên yên tĩnh một cách dị thường. Vệ vùng ngay dậy, nhảy vọt qua từng hai vòng khoai một, chạy về phía chỉ huy trưởng. Chỉ huy trưởng cũng từ lùm cây chui ra. Ông bước lên mô đất gần đó, một bàn tay khung khung đưa lên mày che ánh nắng chiều chênh chếch sắp tắt, nhìn theo bốn chiếc máy bay lúc này chỉ còn là bốn chấm đen. Có tiếng sột soạt phía sau lưng, hai người cùng quay lại. Hai con ngựa buộc dây cương vào nhau đã quay trở về từ lúc nào và đang bình thản dứt những mầm khoai lang mới nhú non mơn mởn. Trời sập tối, Lượm và Tư Giác dục mừng đến lần thứ ba. Cậu lên gặp đại đội trưởng ngay đi. Ông sắp xuống dẫn trung đội 3 đi phối hợp tấn công ở trường Tiên Hữu. Tối nay mà cậu không tranh thủ xin phép về thăm mạ thì chưa biết đến khi mô mới về được. Tớ vừa nghe điện thoại, trên mặt trận báo là phòng tuyến chuồi bị vỡ rồi. Quân ta đang rút về lập phòng tuyến ở sông Năm. Có lệnh của đội trưởng, 5 giờ sáng mai tất cả đội ta phải có mặt tại chùa Vạn Phước để chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ mới. Lần đi mà cậu không về gặp mạ thì chẳng còn khi mô được thấy mặt mạ nữa mô nghe. Tư Sát vừa cuộn áo quần thành nắm tọng đại vào trong ba lô vừa nói với Mừng. Tại răng dứa anh, tao nghe được tin tối mật là chỉ 1-2 hôm nữa chiến sĩ toàn mặt trận, không kể người lớn con nít, mỗi người sẽ được phát một trái bom ba càng. Trung đoàn trưởng sẽ cho nổ một trái bom còn to hơn cả trái nổ ở cầu Tràng Tiền làm hiệu lệnh. Tất cả sẽ ôm bom ba càng, hét xung phong rồi lao thẳng vô vị trí của giặc. Mạng đổi mạng. Cậu đừng tin cái miệng hắn, Lượm nói. Hắn nói chơi để dọa cậu đó, Tư Giác nói với Mừng. Giọng vẫn tỉnh khô. Nếu cậu được về thăm mạng mà lỡ không lên kịp thì suất bom ba càng của cậu tớ sẽ lãnh luôn. Một mình tớ chơi hai trái mới đã sức. Cấm cậu cũng được đòi lại nghe. Đăng tôi cũng về kịp trước 5 giờ sáng, Mừng nói rồi cắm đầu, chạy biến lên tầng gác. Đến phòng của đại đội trưởng, ông Thới đã nai nịt gọn ghẽ, đang lúi húi bên ngọn đèn dầu, nạp đạn vào băng khẩu bạc học. Mừng rón rén bước vào phòng, đến đứng nghiêm trước mặt ông, lắp bắp run rẩy nói. Dạ thưa anh cho em về thăm mạ em, sáng mai em trở lại sớm. Miệng nói mà trong bụng, nó không chắc gì ông cho phép. Tối nay coi mặt ông nghiêm lắm, mà tình hình mặt trận lại đang gay go. Đại đội trưởng lắp băng đạn vào súng, ngẩng lên nhìn nó, chán cau lại và hỏi. Về thăm mạ à? Tối tăm mưa gió thế này, chú mày về thế nào được? Mà mạ ở mô? Dạ ở gần đi thôi, dưới bao vinh. Tối tăm mưa gió mấy, em cũng đi được. Tối chi bằng hôm đánh nhà thằng Nơ Bờ Rít. Được, cho chú mày về. Nhưng đúng 5 giờ sáng mai là chú mày phải có mặt để tập trung về đội. Thật khó mà tả được vẻ mặt mừng rỡ của Mừng lúc này. Nó vọt ra cửa,
quên cả chào đại đội trưởng. Phải xuống báo ngay cho anh Lượng biết, rồi mở máy, hết bộ dò mới có thể đi kịp trong đêm nay. Nó nghĩ vậy. Lượng là tổ trưởng, thay vệ. Ngay chiều hôm vệ theo chỉ huy trưởng vào mặt trận phía Nam, đội trưởng liền điều Lượng và Tư Giáp ở mặt trận khu B về bổ sung và cử Lượng làm tổ trưởng. Ta đến đầu cầu, Mừng vấp phải Lượng và Tư Giáp từ dưới chạy lên. Hai đứa định gặp đại đội trưởng để xin giúp cho Mừng. Nó chụp lấy tay hai bạn thì thào mừng rỡ. Được rồi, ông cho phép rồi. Ông dặn 5 giờ sáng mai phải có mặt. Xuống đến chân cầu thang, Mừng bỗng đứng sững lại. Gương mặt tẫn thờ, nó buồn rầu nói, tôi ngu quá. Đem gửi bó lá thẩm gửi cho anh so mất rồi. Trừ được về thăm mạ mà chẳng có cái chi đem về cho mạ. Hay cậu mang về cho mạ tấm nhung đỏ, cậu bồng cho dạo nọ. Tấm nhung tôi đã cho Quỳnh mất rồi. Để tớ vào lục ba lô coi, may ra có cái chi gửi cho mạ. Tư Giác nói rồi chạy biến vào phòng. Lượm cũng chạy theo. Chịu khó đứng đó, chờ mấy phút nghe. Lóng một cái, hai đứa đã chạy ra, tay cầm mấy cái thứ đồ vật linh tinh mà chúng nhặt nhạnh được ở những lần đi trinh sát trong khu vực bộ giặc. Tư Giác trải xuống nền xi măng một mảnh vải bạt, rồi xếp vào đó ba cái dù pháo tín hiệu, một tấm màn che cửa, biển đăng ten, hai hộp thịt, một cái gương soi và ba cái vỏ đạn đuôi xếp. Lượm kêu, mạ lấy vỏ đạn làm chi? Mạ có phải con nít mô? Để mạ làm cán dao nhíp không tốt à? Tư Giác vừa trả lời, vừa gói tất cả lại. Lấy dây điện thoại ràng buộc cẩn thận, Tư Giác dúi gói quà cho mạ vào tay Mừng và Dục. Mi đi ngay đi, mà về cho kịp. Về không kịp, tao lãnh mất suất bom ba cảng thì đừng có kêu. Cho tụi mình gửi lời thăm mạ nghe. Mừng ôm gói đồ vào lòng, đi thẳng ra khu vườn bên trái của doanh trại. Ngang qua một bụi chuối, nó dừng lại sờ soạng tìm một tàu lá chuối nguyên lành, ghé sang cắn đứt, rồi tách cọng lá ở giữa ra làm đôi. Mừng luồn đầu qua lỗ hổng để gập tàu lá chuối lại thành cái áo đi mưa. Ra đến đường, nó chạm trán một tổ tuần tra mặt trận. Các anh hô, ai? Đứng lại. Nó trả lời rõ ràng, em là liên lạc đây. Các anh hỏi mật khẩu, kháng chiến, nó đáp, quyết thắng. Các anh để cho nó đi. Họ không lạ gì những chú liên lạc như nó giờ này lại đi lại trong khu vực mặt trận. Một anh tò mò hỏi, em đi mua đó? Bí mật. Em trả lời, đầu không ngoái lại. Anh này cười hề hề, nhóc mà cũng ra vẻ ghê gớm. Một anh nhìn theo hút nó, đang lặn sâu vào bóng tối, không biết nghĩ gì, buột miệng nói, cả đất nước gian truân ghê người. Khoảng 2 giờ sau, vừa chạy vừa đi, Mừng về đến Bao Vinh. Nhưng Bao Vinh bây giờ không còn giống như hôm nó trốn nhà ra đi. Đường xá vắng tanh vắng ngắt, nhà cửa hai bên đường đóng im ỉm, không có lấy một tiếng động. Nhiều nhà đã bỏ hoang lâu ngày. Mấy hôm nay tin về dồn dập, bọn Việt binh giặc đã chọc thủng phòng tuyến sông Chuồi và đang ào ạt tiến về thành phố, nên đồng bào ở đây đã chạy tàn cư hết. Mỗi xóm chỉ còn lại vài người già liều mạng không chịu đi, ở lại trông nom nhà cửa, vườn tược. Những người trai tráng thì xung phong lên mặt trận. Càng về gần đến nhà, Mừng càng thấy ruột gan bồn chồn. Nó lo không biết mẹ còn có ở nhà hay cũng đi tàn cư mất rồi. Đến chỗ con đường rẽ vào xóm thì Mừng bật vùng chạy. Con đường hẻm ngoằn ngoèo, tối như hũn hút, đầy những vũng bùn nước. Nó về đến ngõ kêu to, mạ ơi! Và vọt vào sân. Nó đứng như chôn chân giữa mảnh sân nhỏ bằng hai chiếc chiếu. Nước mưa xăm sắp đến mắt cá chân. Nhà Mừng, cửa cũng đóng chặt, hoang vắng, lạnh lẽo, chẳng khác chi ngoài đường. Trước đây vào giờ này, bao giờ bếp cũng vẫn còn đỏ rực lửa. Mẹ nấu sáo bò để ngày mai đi chợ sớm. Bây giờ thì bếp lửa, đóng kín. Giọt chanh rơi lách tách, đều đều nghe buồn đến đứt ruột. Như người mất hồn, Mừng chạy đến vỗ liên tiếp vào cánh cửa, đóng kín, run rẩy gọi. Mạ ơi mạ, mạ ơi! Mừng gọi một cách tuyệt vọng, vì biết chắc rằng mạ đã đi tàn cư mất rồi. Rồi không nén được nữa, nó òa khóc, khóc thật to. Tiếng gọi tiếng khóc của Mừng làm cho ông cụ Mộc, người độc nhất còn lại ở trong xóm, ở cách đó hai nhà, phải tỉnh giấc. Cụ nhổm dậy, thõng hai chân xuống, bước phản mọt, sờ soạng tìm đuôi guốc, đẽo bằng gốc tre, miệng lẩm bẩm. Lạ quá hè, đêm hôm khuya khoát gì mà, bên nhà chị Niệm, có ai như là tiếng con nít khóc, gọi chị ta. Cụ sờ tìm bật lửa dưới cái gối mây, bật lửa châm vào một thanh đóm củi thông. Cụ đẩy cửa liếp, tay khung khum che ngọn lửa, đi sang nhà chị Niệm. Trời đã ngớt mưa, trên cao tít một vài ngôi sao xanh biếc lấp lánh hiện ra, như những con đom đóm đang bay bị vướng vào những đám mây đen xỉn.
Bước qua hàng rào, cụ trông thấy một thằng bé đầu đội mũ vệ quốc đoàn, lưng khoác cầu lá chuối, loang loáng nước mưa. Cụ ngạc nhiên cất giọng khàn đặc những đờm hỏi. Chớ đứa mô đứng đó khóc. Thằng bé quay lại, mắt ráng mở, nhìn cụ qua ánh lửa đóm lay lắt. Khẽ kêu, cụ Mộc. Cụ Mộc bước đến gần hơn, đưa ngọn lửa soi vào giữa mặt của Mừng. Cặp mắt cụ hấp hem, nhìn mãi cũng không nhận ra. Cháu là thằng Mừng đấy mà. Thằng Mừng, con Mụ Niệm à? Trời ơi, cháu còn sống được đó hả Mừng? Tay cụ run run cầm lấy cánh tay nó, kéo lại. Cố nhìn sát tận mặt nó xem có đúng là thằng Mừng thật không. Khi nhận đúng là thật rồi, ông cụ càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn. Cháu ở mô mà mò về được đây. Bấy lâu cả xóm tưởng cháu chết sông chết hói rồi. Cháu có chết mô, cháu đi vệ quốc đoàn. Cháu đi vệ quốc đoàn à? Cha cái thằng, đứa mà làm mạ cháu, khóc hết cả nước mắt nước mũi. Đi sang bên nhà ông, rồi ông kể chuyện cho mà nghe. Mạ cháu đi tản cư, về làng Phò rồi, ở nhà cây bà mẹ nuôi của cháu ấy. Cụ Mộc cầm tay dắt nó về nhà. Cụ xuống bếp, ôm lên, ôm rơm, đốt lên giữa nhà một đống lửa. Bảo nó cởi quần áo vắt nước mà hơ cho khô. Một già một con nít ngồi trước đống lửa ấm áp, khói cay mắt, nói chuyện. Cụ kể, cái hôm cháu bỏ nhà trốn đi, mạ cháu đi chợ về, chạy tìm khắp xóm. Tìm không thấy, mạ cháu ra ngồi đợi ở trước ngõ suốt cả đêm hôm đó, khóc như mưa như gió. Rồi suốt cả tuần liền, đêm mô mạ cháu cũng ra ngõ đợi, khóc hai mắt sưng húp như hai quả nhót. Cứ chiều chiều mạ cháu lại ra bờ sông, chạy dọc theo bờ sông, đầu tóc rũ rượi, hú hồn hú vía cháu. Hú ba hồn bảy vía, Mừng con ơi, về với mạ, đừng bỏ mạ một thân một mình, tội lắm con ơi. Cụ Mộc kể chừng nào, nước mắt Mừng chảy ra chừng đó. Nó ngồi không vững, cụp đầu vào cánh tay của cụ, khóc nức lên. Cụ Mộc cũng khóc, đặt bàn tay khô héo lên đầu nó dỗ dành. Thôi, nín đi cháu, mạ cháu tản cư về làng Phò, cách đây chừng nửa ngày đường. Cháu ở lại ngủ với ông đêm nay, rồi sớm mai chạy ù về thăm mạ, cho mạ cháu Mừng, kẻo tội nghiệp. Mừng quên nước mắt, lúc lắc đầu nói, cháu không ở lại được mô, không gặp được mạ cháu, cháu cũng phải về thôi, kỷ luật của quân đội nghiêm lắm. Chứ cháu về mô, về bên khu mặt trận CT. Chứ bấy lâu nay cháu làm công việc chi? Cháu đánh Tây chứ làm chi nữa ông? Đánh Tây à? Thằng con Mụ Niệm giỏi quá hè. Cháu nhỏ rứa mà cũng đánh Tây được à? Nhỏ có việc nhỏ, lớn có việc lớn. Ông không nghe nói là toàn dân kháng chiến đó à? Có. Ông cũng có nghe nói. Cụ gật gật mái đầu bạc phơ. Cháu mới đi bộ đội có ít lâu mà ăn nói khôn ngoan hẳn ra đó Mừng ạ. Cháu mà cũng biết chuyện toàn dân kháng chiến à? Cháu được học chính trị. Học chính trị còn biết được nhiều cái hay hơn nữa. Cái toàn dân kháng chiến thì đã ăn thua chi ông? Cha cha, cháu mà cũng biết. Cả chính trị nữa à? Ông tưởng cả nước Nam mình chỉ có cụ Hồ mới biết chính trị thôi chứ. Chính trị thì khó chi mà không biết. Cả đội cháu đứa mô cũng biết. Cháu còn học cả quân sự nữa. Cháu biết bắn cả súng nữa. Cháu được bắn 3 phát rồi. Giữa cháu bắn có chết được thằng Tây Mô không? Dạ chưa, suýt nữa thì chết. Tại cháu còn nhỏ, cầm súng tay còn run. Chứ mai mốt lớn lên, cháu bắn nhất định chết. Dứ cháu không ở lại đây với ông, để sớm mai về làng Phò thăm mạ thật à cháu? Dạ thật ông ạ. Đại đội trưởng chỉ cho cháu về trong đêm nay, 5 giờ sáng mai là phải có mặt ở đơn vị rồi. Đã đi bộ đội là phải giữ đúng kỷ luật ông ạ. Ừ, dứ thì cháu cứ về đi. Có chi, ông sẽ tìm cách nhắn tin cho mạ cháu biết. Mừng đứng lên, mặc áo quần đã hong khô, quay mặt nhìn sang phía nhà nó, nước mắt lại ứa ra giọt ngắn giọt dài. Nó đưa ống tay quẹt vội nước mắt. Nó nói với cụ Mộc qua tiếng nấc, cháu đi ông hi. Cụ Mộc cũng đứng lên rơm rớm nước mắt. Cháu có đói không? Ăn bát cơm nguội rồi về. Cơm ông nấu lúc chiều còn ủ nóng. Thôi ạ, trừ cháu chẳng thiết ăn uống chi hết. Mừng ôm cái gói đồ biếu mạ vào lòng, lui cui bước ra khỏi nhà. Cụ Mộc tựa cửa nhìn Mừng cho đến lúc nó mất hút vào khoảng tối, lòng bỗng thấy buồn lạ. Buồn chẳng khác chi cái hôm cả xóm sập liếp, cài cửa, mạ mô con nấy, gồng gánh bế bồng nhau đi, chỉ còn độc một mình cụ ở lại. Cũng đêm hôm đó, trung đoàn trưởng đi kiểm tra tình hình mặt trận. Cùng đi có Nghi, liên lạc của ông. Trung đoàn trưởng vóc người tầm thước, mảnh khảnh, nhiều dáng dấp thư sinh hơn là một người chỉ huy quân sự. Ông chạc 30 tuổi. Ông cũng đội mũ cứng, tiếp phòng quân, mặc bộ quân phục, kaki màu cỏ úa, khoác áo mưa, cưỡi con ngựa tía cao lớn, con ngựa tên là Caronin, nòi anh Cát Lợi, trước đây là của vua Bảo Đại. Nó là con ngựa quý nhất của Bảo Đại,
Y thường cưỡi đi săn hoặc đi dạo. Nghi cũng chạc lứa tuổi của các đội viên thiếu niên trinh sát. Khoảng 13-14, nó cưỡi con ngựa lông đen tuyền, thấp nhỏ, cụt đuôi, vài khoác khẩu carbine, bắn súng chạm trổ rất đẹp. Khẩu súng này trước cũng của Bảo Đại, ta lấy được cùng một lần với khẩu súng săn voi của chỉ huy trưởng mặt trận khu C. Tuy mới 13 tuổi, nhưng Nghi đã là một kỵ sĩ khét tiếng của trung đoàn. Tài cưỡi ngựa của Nghi, ngay cả vệ to đầu cũng phải vì nể. Con ngựa đen cộc đuôi, Nghi cưỡi là của Nhật. Nghe đâu nòi ngựa, chiến Mông Cổ. Con ngựa thấp nhỏ vậy, nhưng hung dữ như một con báo. Chuyên môn cất hậu, ra tiền, sắn, đá. Thường giờ trứng, quẳng người cưỡi xuống đất. Cả đơn vị, kỵ binh của trung đoàn không ai dám cưỡi. Thế mà chú bé liên lạc này lại chỉ được nó. Thấy Nghi cưỡi ngựa giỏi, các anh lớn tò mò, hỏi mới biết. Trước khi gia nhập vệ quốc đoàn, nó ở chăn ngựa cho một chủ xe ngựa. Trung đoàn trưởng và chú bé liên lạc cho ngựa phi nước kiệu trên con đường dài đá, vắng tanh vắng ngắt. Sáng trắng, những vũng nước mưa. Bỗng xa xa, phía trước mặt có tiếng khóc vang lại. Khi ngựa đến gần hơn, ông nhận ra tiếng khóc con nít. Ông rất ngạc nhiên, trong khu vực mặt trận, giữa đêm hôm mưa lạnh tối tăm, vắng vẻ thế này, sao lại có một em bé nào khóc? Ông thúc ngựa, rút cây đèn bấm trong túi áo đi mưa, bấm dọi thẳng về phía trước. Một bó ánh sáng màu vàng nhạt từ mặt kính đèn bấm tuôn ra thành hình cái loa, khoét thủng một quãng dài bóng tối. Giữa cái loa ánh sáng ấy hiện ra một chú bé đang cong cúi bước, quay lưng lại phía ông. Chính chú bé này đang vừa đi vừa khóc. Chỉ thoáng nhìn, trung đoàn trưởng cũng đoán biết chú là liên lạc viên của bộ đội, một trong hàng nghìn chiến sĩ của ông. Chú bé đội mũ cứng, mặc chiếc áo chiến thủ rộng thùng thình, phủ kín mông đít. Cái quần người lớn, cắt ngắn ống, đáy rộng như cái váy. Ngang lưng thắt một cái thắt lưng to bản, có dắt quả lựu đạn OF. Đó chính là thứ binh phục quen mắt của các chú liên lạc nhỏ mà ông thường gặp trên khắp các mặt trận khu A, khu B và khu C. Ông thúc gót ổng cho ngựa phi đến gần sát sau lưng chú bé, cất tiếng hỏi. Này chú bé, chú đi đâu về khuya khoắt như thế này? Mừng còn mải khóc nên không nghe tiếng vó ngựa, cũng không chú ý đến ánh đèn. Nghe gọi đột ngột, nó giật bắn người, quay ngoắt lại. Mừng đưa ống tay áo, quệt vội nước mắt, chớp chớp nhìn. Nó đã nhận ra người cưỡi con ngựa cao lớn đang đứng trước mặt là ai. Nó vội rút chân về tư thế đứng nghiêm. Ngước cặp mắt nhè ướt lên nhìn ông, cố nuốt tiếng nấc trả lời. Dạ, em được cấp chỉ huy cho phép về thăm mạ. Nhìn cái dáng vội vã đứng nghiêm với gương mặt con nít nhòe nhoẹt nước mưa lẫn nước mắt của chú bé liên lạc, ông thấy tội quá. Ông dịu dàng nói, cho em nghỉ. Gặp chuyện buồn gì mà phải khóc thế? Dạ, em được cấp chỉ huy cho phép về thăm mạ. Nhưng em về nhà thì mạ em đã đi tàn cư mất rồi. Nước mắt chú bé lại dàn ra. Chú lại đưa tay quệt vội nước mắt. Thế mạ em tàn cư về đâu có biết không? Dạ, tận dưới làng Phò Tê. Thế em không ngủ lại nhà rồi sáng mai về làng Phò thăm mạ có được không? Cấp chỉ huy chỉ cho phép em đi đến 5 giờ sáng mai là phải có mặt ở đơn vị. Em ở đơn vị nào? Dạ, đơn vị đóng ở trường kỹ nghệ. Đại đội anh Thới phải không? Dạ phải. Thế thì được, anh sẽ cho em thêm một ngày phép nữa. Bây giờ em quay lại nhà ngủ, sáng mai về làng Phò thăm mạ. Anh viết cho em cái giấy. Lúc trở về đơn vị, em đưa giấy cho anh Thới là không có việc gì hết. Em tên là gì? Dạ, em tên Mừng. Trung đoàn trưởng mở nắp chiếc xà cột ra, đeo bên hông, định lấy giấy bút viết mấy chữ cho đại đội trưởng Thới. Mừng bỗng rụt chân lại đứng nghiêm, giọng run run nói. Dạ thưa anh, anh có viết giấy em cũng chẳng ở lại đi thăm mạ được mô. Sao lại thế? Trung đoàn trưởng ngạc nhiên hỏi. Em không muốn về thăm mạ nữa à? Dạ em muốn lắm. Nhưng chiều nay có lệnh của đội trưởng là 6 giờ sáng mai tất cả đội phải có mặt tại chỉ huy sở, mặt trận khu C để nhận công tác mới. Em sợ về trễ, mất một ngày, các bạn nhận hết công tác, em không được nhận. Trung đoàn trưởng ngồi sững trên lưng ngựa, vẻ mặt và giọng nói của người chiến sĩ nhỏ bé của ông làm ông xúc động. Ông chỉ muốn nhảy xuống ngựa, ôm chú vào lòng mà vỗ về an ủi như một người cha. Ông nói, anh là trung đoàn trưởng mà chẳng thể làm gì giúp em được sao? Chẳng ai giúp em được hết, Mừng quên nước mắt. Miệng mếu sạch, có trời cũng chẳng giúp gì được cho em. Em vừa muốn thăm mạ lại vừa muốn về cho kịp để được đi công tác với đội. Hô hô, Mừng òa khóc to. Dạ em có thể giúp được bạn ấy. Nghi từ nãy đến giờ gò ngựa, đứng cạnh trung đoàn trưởng lúc này mới lên tiếng. Đề nghị anh cho phép em chở Mừng về làng Phò thăm mạ. Xong em sẽ trở lại đơn vị, thế nào chúng em cũng về kịp.
đơn vị trước 5 giờ sáng. Trung đoàn trưởng vui vẻ gật đầu. Được, Nhi làm như thế rất tốt. Nhớ đi cho cẩn thận. Em đưa khẩu cọc pin đây, anh mang về trước cho. Con ngựa ấy, hai em có cưỡi được không? Dạ được ạ. Nhưng anh sợ hơi bị nặng, nó phi không được nhanh. Thế thì anh đổi cho hai em con Caronin. Trung đoàn trưởng và Nghi cùng xuống ngựa. Nghi trao dây cương con ngựa đen, khẩu cọc pin cho ông và dặn. Anh nhớ chú ý, nó hay ra tiền lắm. Lúc nào anh thấy nó hơi khuỵu hai chân xuống, anh cứ quất thật mạnh vào cho em. Nghi nhanh nhẹn phóc lên lưng con ngựa của trung đoàn trưởng. Mừng chưa được cưỡi ngựa bao giờ, lạch bạch mãi mới trèo lên được. Ngồi sát sau lưng bạn, trung đoàn trưởng còn đứng dưới đất, nói với Mừng. Cho anh gửi lời thăm mạng nghe. Dạ. Nghi kéo dây cương quay ngược về phía sau. Con ngựa thấy phải quay lại đường cũ. Nó giậm vó liên tiếp xuống đường. Hí lên ầm ĩ tỏ vẻ phản đối. Nghi quất cho nó một roi vào sườn ba. Con ngựa cất cao vó, lao như bay về phía trước. Tiếng vó nện xuống đường đá nghe rầm rập. Nghi hét to. Cậu quàng tay ôm chặt ngang lưng mình. Không thì ngã đấy. Ngồi trên yên ngựa sát sau lưng bạn. Mừng bắt trước nhún người lên xuống theo nhịp ngựa phi. Thích chí, nó bật cười khanh khách. Bao nhiêu buồn khổ đã làm nó khóc hết nước mắt phút chốc, vụt tan biến đi đâu hết. Nó vui sướng kêu to. Ôi chà, em đít quá, em đít quá. Lấy nỗi vui của bạn, Nghi cũng phá lên cười giòn giã. Tay nới dây cương cho ngựa phi nước kiệu. Nghi quay đầu lại hỏi, cậu chưa được cưỡi ngựa bao giờ à? Chưa, con mạ niệm bốn bò, làm chi có ngựa mà cưỡi. Dạo ở nhà mình được cưỡi dê một lần, còn chó thì cưỡi luôn. Một bữa mình cưỡi con chó mực nhà cụ Mộc, định thúc cho nó phi. Nó nổi cáu, đập cho mình một cú, vô bắp chân, còn sẹo đi này. Nghi vung roi lên cười khanh khách, nói giọng ngang tàng. Còn mình thì sống nửa đời trên lưng ngựa. Câu nói này, Nghi học được của một tay anh chị làm nghề đánh xe ngựa. Hồi còn đi ở chăn ngựa. Mừng bỏ một tay ôm bạn ra, vỗ vũ vào mông con ngựa hỏi. Con ngựa Nghi, là ngựa chi mà to dữ gì cậu? Cậu chưa biết à, nó là con ngựa quý nhất của vua Bảo Đại. Trước kia chỉ có vua mới được cưỡi nó thôi. Chỗ cậu đang ngồi đúng là chỗ trước kia của vua Bà Đại ngồi đó nghe. Hứa à? Mừng kêu lên ngạc nhiên. Nó gục vào vai bạn cười ngặt nghẽo. Hơ hơ, ai ngờ thằng Mừng con mạ niệm bán bún bò ở chợ Bao Vinh, bữa ni lại được ngồi đúng chỗ của vua Bà Đại ngồi. Hơ hơ, nó vừa reo vừa nhổm đít lên dằn đít xuống mấy cái liền cho hả cơn khoái. Nghi cũng vui lây nỗi vui bồng bột của bạn, cười to nói. Nhưng cậu cũng chưa bằng mình đã được làm vua rồi nghe. Thôi đi, cậu chỉ nói trạng thôi. Mình nói thật mà, tuần trước, vô đại nội đưa thư của trung đoàn trưởng cho ông chủ tịch ủy ban tỉnh. Mình đã lén vô điện cần tránh, tót lên ngai vàng, ngồi vắt chữ ngũ, làm vua chơi. Giờ cậu có vuốt râu không? Hừ, vuốt râu cái chi? Mình đi xem hát bội, thấy vai vua là phải vuốt râu. Nhưng tớ làm cóc chi có râu? Vuốt giả đói mà. Hai đứa cùng cười rúc lên, con ngựa phi nước kiệu đều đều. Con đường loang loáng, những vũng nước mưa trôi dưới chân ngựa. Mừng bỗng nghe bạn vừa lắc lư đều miệng, vừa rì rầm ti tỉ cái gì. Nghe không rõ, nó lay lay vai bạn hỏi, cậu hát à? Hát bài chi? Hát to lên cho mình nghe cùng với. Mình làm thơ. Làm thơ là cái chi? Cậu không biết thơ à? Bài thơ in trên các tờ báo. Câu ngắn câu dài, có vần với nhau. Đọc lên nghe như câu hò chèo đò. Câu hát du em ấy mà. Rứa thì mình biết rồi. Ở đội mình có cậu Tư Giát, học giỏi nhất, cũng biết làm thơ nghe. Cậu ấy đọc lên gì gì, nghe hay lắm. Làm thơ có khó không cậu? Cậu học ai mà làm được thơ tài rứa? Hồi ở mặt trận An Khê, có một anh nhà báo nhận mình làm em nuôi, dạy mình làm thơ. Anh ấy bị đạn đại bác Tây chết mất rồi. Thơ anh ấy hay ghê lắm. Mỗi lần nghe anh ấy ngâm thơ là nước mắt mình cứ chảy ra. Như lúc ăn ớt cay à? Không phải, như lúc về phép thăm mạ mà không được gặp mạ ấy. Rứa, cái thơ cậu làm đã xong chưa? Đọc lên cho mình nghe với. Không phải là cái thơ, mà là bài thơ. Cậu chẳng biết cóc gì hết. Giọng Nghi trách bạn âu yếm. Mình làm bài thơ kể chuyện hai đứa mình tối nay. Mình đọc thử cho cậu nghe, có xuôi tai không nghe? Nghi thả lỏng dây cương cho ngựa chạy chậm lại, cất giọng ngân nga. Lóc cóc, có hai vệ quốc đoàn cưỡi một con ngựa hồng, bốn vó mềm như sắt, nhỏ hơn một con rồng. Ngựa này xưa của vua tên là Bảo Đại Ngốc. Cách mạng và Bác Hồ bắt vua xuống đi đất, con ngựa lấy đem cho hai cháu liên lạc nhóc cưỡi phi về làng Phò.
thăm mạ bán bún bò. Lóc cóc, lóc cóc cóc. Nghi ngâm thơ xong một lúc lâu mà không thấy bạn nói gì. Không khen cũng chẳng chê, cứ ngồi im thiết sau lưng. Em rốt ruột quay đầu lại hỏi. Cậu thấy thơ mình nghe có xuôi tai không? Mừng bỗng gục đầu vào vai bạn giọng run run. Mạ mình bán bún bò mà cũng được cậu làm vào trong bài thơ. Cậu tốt quá. Con Carolin đã đưa hai chú bé liên lạc về đến đầu làng phò. Trời xem chừng đã khuya lắm. Có lẽ phải quá nửa đêm. Xóm làng tối hăm chí Tết năm đó như một người nửa tức nửa ngủ. Nhiều nhà cửa đóng im lìm. Một vài nhà còn thấp thoáng ánh lửa. Trên đường cái làng, thỉnh thoảng có người gồng gánh đi lại. Giữa cảnh tĩnh mịch chốc chốc lại vang lên tiếng quát giật giọng. Ai? Đứng lại! Đó là tiếng hô của các anh chị dân quân tự vệ. Canh gác đầu các ngả đường. Phía thành phố súng vẫn nổ rền như mọi đêm. Nhưng ở đây nghe tiếng súng rền lành hơn. Không chí chát dữ tợn như ở ngoài mặt trận. Chốc chốc từ một góc nào đó trong thành phố vọt lên trời một quả pháo hiệu đỏ lòm như một hòn than đậm lửa văng ra từ một bếp lò rèn khổng lồ. Nhà cậu ở đường Mô. Nghi ghìm cương lại hỏi. Cậu cứ đi thẳng, lúc nào nhìn thấy cái giếng xây cạnh cây bồ đề thì quẹo qua trái một khúc là đến nơi. Cậu nhớ vô thăm mạ một chút rồi phải trở ra ngay để về cho kịp nghe. Mừng ghé vào tay bạn thì thầm. Mình lo quá cậu ạ. Chốc nữa gặp mạ, em mình không về được đơn vị thôi. Tại răng rứa. Mạ bắt cậu ở nhà à? Mừng không trả lời mà chỉ gật đầu. Dáng bộ em trở lên ủ rũ buồn bã. Mạ có bắt thì cứ vùng ra mà đi, sợ chi? Cậu cứ nói là mạ không cho trở về đơn vị thì bộ đội sẽ về đây bắt con đi ở tù. Chắc mạ phải sợ mà cho cậu đi. Nhưng chỉ sợ đến lúc ấy, mạ nằm lăn ra giữa nhà, đập đầu thình thịch vào cột nhà rồi khóc như mưa như gió. Em mình thương mạ quá mà không đi được thôi cậu ạ. Trời tối quá, không nhìn thấy mặt bạn, nhưng nghe giọng nói. Nghi cũng đoán được lúc này bạn đang bối rối buồn khổ ghê gớm. Nó liền cho ngựa dừng lại lo lắng hỏi. Giữa cậu định ở lại với mạ chứ không trở về đơn vị nữa à? Không, không Mô, không đời Mô. Cậu có cách chi giúp mình với? Hai đứa ta nhảy xuống cho ngựa nghỉ lưng một tí rồi bàn coi có cách chi không. Hai đứa xuống ngựa, dưới chân chúng lép nhép những bùn. Mừng đứng nép vào bờ tre khóc thút thít. Nghi cố mọi óc nghĩ cách giúp bạn nhưng không nghĩ được cách gì. Chà, chuyện này rắc rối quá. Mừng bỗng cầm tay bạn lay lay nói. Nghi này, hay là mình chỉ là cho cậu, cậu vô thăm mạ giúp mình. Cậu nói với mạ, thằng Mừng của mạ vẫn còn sống. Nó đi vệ quốc đoàn đánh Tây bên mặt trận C nên chưa về thăm mạ được. Nó xin mạ đừng giận nó mà tội nghiệp. Bữa Mô dỗi việc nó sẽ xin phép cấp chỉ huy về thăm mạ. Rứa con cậu, mình đứng ở ngoài đường giữ ngựa chờ cậu ra. Nghi một tay cầm cương ngựa, một tay nắm thật chặt tay bạn. Giọng nghe chừng muốn khóc. Khổ cậu hè. Cậu có biết chữ không? Chưa, hồi còn ở nhà mình có đi học bình dân học vụ. Sắp đọc được, viết được thì mạ bị đau nên cơn xuyễn nặng. Mình phải bỏ học. Tối tối răng muối chườm ngược cho mạ. Giữa là mình quên hết mặt chữ. Tiếc quá hè. Nếu biết chữ cậu viết cho mạ cái thư mình mang vô cho mạ, chắc mạ sẽ càng tin hơn, mừng hơn. Mừng sực nhớ đến gói đồ đeo lủng lẳng trên vai, liền cởi ra đặt vào tay bạn. Mình có cái gói ni, nhờ cậu đưa cho mạ. Gói chi ri? Nghi vừa hỏi vừa bóp bóp cái gói. Mấy thứ lặt vặt của anh Lượm với anh Tư Giát góp lại gửi về biếu mạ. Trừ mình đưa cậu đến trước ngõ nhà, kẻo sợ trời tối quá cậu tìm không ra. Nhưng lỡ cậu trông thấy mạ, cậu thương quá khóc to lên, mạ nghe tiếng thì nguy. Mình có khóc cũng phải bặm môi lại. Cậu đừng lo, ở đội đêm mình nằm ngủ với thằng vệ, thằng Quỳnh, nhớ mạ quá, mình khóc mà chẳng đứa Mô nghe tiếng cả. Có tài không? Mừng đi trước dẫn đường, Nghi dắt ngựa theo sau. Đang đi ngoằn ngoèo trong con đường kiệt, tối ngửa bàn tay không thấy. Mừng bỗng đứng sững lại, nó như bị hụt hơi. Đến nhà rồi. Đó, cái nhà trước cổng có cây sầu đâu, cao cao tê. Trong nhà không thấy có đèn lửa chi, chắc mạ với mẹ đi ngủ rồi. Nghi đưa dây cương cho bạn và dục. Cậu dắt ngựa quay lại, đứng chờ mình ở chỗ lúc nãy nghe. Cậu cho mình đứng ngoài hàng rào, chờ lúc mạ ra, ngó mặt mạ một tí tỉ thi thôi. Mạ ra đến giữa sân, mình dắt ngựa chạy lui, cũng còn kịp. Nghi ứa nước mắt thương bạn, nó đưa tay tìm tay bạn trong bóng tối siết chặt. Ôi chao, răng tay cậu cũng run dữ ri. Hay cậu đau? Không, tại mình ăn có một cái chân gà. Mừng thì thào qua nước mắt.
Mạ dặn ăn chân gà phải ăn cả hai chân, ăn một chân thì mắc bệnh run tay run chân. Bữa đó mình mới ăn có một chân thì gặp thằng thúi bị dì ghẻ đập đuổi ra đường. Mình thương quá cho nó một chân, chứ mới khổ gì. Hai đứa dắt nhau đi đến trước cổng ngôi nhà có cây sầu đâu. Có ai đó trong nhà, cho tôi hỏi nhờ một chút. Nghi gọi to, gọi hai ba lần thì trong nhà có tiếng vọng ra. Ai kêu chi ngoài đó rứa? Dạ em ở bộ đội hỏi thím Niệm bán bún bò ở Bao Vinh tản cư về đây. Không biết thím có nhà không? Trong nhà lóe sáng ánh đèn, tiếng cánh cửa kẹt mở. Một người đàn bà mặc áo cộc, trùm khăn, tay cầm cây đèn dầu hỏa, một tay chị khum khum che gió bước ra sân. Bừng rúc đầu vào cái lỗ trống hàng rào, bông cẩn. Cố mở to mắt nhìn vào sân, con ngựa dẫm vó lộc cộc ngay phía sau lưng. Vừa trông thấy người đàn bà bước ra, Bừng nức nở, thì thào gọi qua lỗ trống. Mạ, mạ, con đây mạ. Nghi khẽ xịt. Chạy ngay đi, mạ sắp ra rồi đó. Rồi Nghi bước nhanh qua cổng, đón gặp người đàn bà trước sân. Mừng như bị ai đuổi, túm chặt dây cương, lôi con ngựa chạy biến vào khoảng tối dày đặc trước mặt. Nó vừa chạy vừa khóc. Ra đến chỗ bụi chen lúc nãy, Mừng dừng lại, nép sát vào một bên đường, đứng chờ một lúc rất lâu, vẫn không thấy Nghi trở ra. Ruột gan nó cồn cào như lửa đốt. Nó đoán chắc lúc Nghi, Nghi đang ngồi nói chuyện với mạ. Mạ rót nước cho Nghi uống, lấy bánh tét, bánh ít cho ăn. Còn mình là đứa con của mạ thì phải đứng ở bụi tre dọc đường. Ôi chao, con cực quá mạ ơi. Ý nghĩ đó làm Mừng khóc òa lên thành tiếng. Nó thấy mình không còn đủ sức để đứng chờ thêm nữa. Thôi, mình cứ liều chạy vô thăm mạ. Nếu mạ có bắt ở lại, cũng đành chịu. Nó dắt ngựa cúi đầu xăm xăm bước. Mới bước được mấy bước, đã nghe tiếng Nghi. Mừng ơi, Mừng. Mình đây. Mừng chạy lại đón bạn, hỏi không kịp thở. Mạ có hỏi chuyện chi? Cậu có nói như mình dặn không? Có hết. Chút nữa mình sẽ kể cho nghe. Chứ phải lên ngựa phi thật nhanh, không thì về đơn vị trễ mất. Hai đứa trèo lên ngựa. Nghi ra roi, cho ngựa phi mỗi lúc một nhanh. Té ra mạ đã biết chuyện cậu còn sống, đang ở vệ quốc đoàn. Mạ kể là cách đây nửa tháng, có anh bộ đội tên là chi hè, anh So. Đúng rồi, anh So. Anh tìm vô nhà gặp mạ, kể với mạ anh gặp cậu đang theo bộ đội đi qua bên mặt trận, rồi đưa cho mạ bó lá thuốc xuyễn của cậu gửi. Mạ vô buồng lấy bó lá ra cho mình coi. Mạ khen lá hay lắm, mới sắp uống có hai chén mà bệnh đã đỡ nhiều. Mình nói với mạ y như lời cậu dặn. Mạ khóc ghê quá, mà mình cũng khóc theo luôn. Mạ dặn nói với cậu là mạ không giận chuyện con trốn nhà đi vệ quốc đoàn mô. Nghe tin con còn sống mà lại nên người, mạ mừng lắm. Khi mô rảnh rang công việc của mặt trận thì gắng xin phép cấp chỉ huy về nhà cho mạ thăm. Mạ còn dặn chi nữa không? Mạ còn dặn là việc chi cũng phải làm cho chăm chỉ, đừng để người ta chê bai mình. Với lại không được đầu trần mà đi răng nắng, nỡ cảm đau thì mạ khổ lắm. Lúc mình ở nhà, mạ cũng hay dặn như rứa. Mạ ngó bộ hiền quá cậu hi. Mạ cứ ôm chặt lấy mình mà khóc suốt. Nước mắt mạ ướt xuống mặt mình nóng bỏng. Nghi bỗng đưa tay sờ lên má, tưởng như nước mắt của người mẹ vẫn còn nóng ướt hai bên má của em. Gần 5 giờ sáng, Nghi đã đưa được Mừng về đến khu vực trường kỹ nghệ.